top 10 thành phố đông dân nhất thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Ghiền Địa Lý. Theo các bạn thì đâu là thành phố đông dân nhất thế giới hiện nay? Các bạn hãy comment đáp án của mình xuống phía dưới để đối chiếu với kết quả ở cuối video nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, thành phố là nơi tập trung đông đúc dân cư từ khắp mọi nơi đổ về sinh sống và làm việc. Từ thành phố chủ yếu được dùng để chỉ một khu định cư đô thị có dân số lớn. Có những thành phố chỉ vài trăm người, nhưng cũng có những thành phố quy mô dân số còn lớn hơn rất nhiều quốc gia. Vậy đâu là những thành phố có quy mô dân số lớn nhất thế giới? Liệu rằng Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta xếp hạng thứ mấy? Sau đây là top 10 thành phố đông dân nhất thế giới, tính theo dân số ước tính năm 2022. Mời các bạn cùng khám phá và tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Ở vị trí thứ 10 chính là thành phố Osaka, Nhật Bản, với dân số hơn 19 triệu người. Osaka là trung tâm kinh tế đứng thứ 3 toàn nước Nhật. Diện tích ở Osaka khá nhỏ, chỉ khoảng 221,96 km² và xếp hạng 46 trên 49 đơn vị hành chính ở Nhật Bản. Tuy nhiên, thì nơi này được xem là một trong những thành phố phát triển thịnh vượng nhất nước. Dân số Osaka là 19.059.856 người với đời sống chất lượng và kinh tế vững mạnh. Tại Osaka thì có rất nhiều khu thương càng lớn tập hợp những khu công nghiệp, trung tâm hành chính quan trọng. Mặc dù thường xuyên được nhắc đến cùng với Tokyo, nhưng hai nơi này lại có nhiều điểm khác biệt về văn hóa. Nếu như người dân Tokyo bận rộn và chăm chỉ trong công việc từ sáng sớm đến tối mịt, thì tìm hiểu về thành phố Osaka, Nhật Bản, bạn sẽ thấy điểm khác biệt lớn này. Người dân Osaka vui vẻ, hòa đồng, nồng hậu và hưởng thụ hơn so với Tokyo, một phần bởi chi phí sinh hoạt ở Tokyo quá đắt đỏ, đắt hơn Osaka khoảng 26%. Ban đêm ở Osaka cực kỳ nhộn nhịp với những hàng quán trên phố và những bảng hiệu lung linh. Bạn sẽ không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ và vui tươi này mà hòa vào dòng người để trải nghiệm văn hóa hết sức thú vị tại Osaka. Khác nhau về văn hóa, Osaka và Tokyo cũng có khác biệt lớn về khí hậu nữa. Khí hậu ở Osaka nóng ẩm quanh năm và nóng hơn nhiều so với Tokyo. Ngày hè nhiệt độ có thể lên đến 36 độ và mùa đông có nơi tuyết rơi dày đặc. Osaka được mệnh danh là thành phố có hệ thống hạ tầng giao thông cực kỳ hiện đại. Bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn về việc di chuyển đến Osaka như là tàu điện, máy bay, tàu hỏa hay là xe buýt. Hệ thống tàu điện ngầm JR sầm uất cũng có mặt tại Osaka. Chúng nối liền từ Osaka đến các tỉnh thành lân cận khác như là Tokyo, Kobe, Kyoto. Bạn sẽ dễ dàng di chuyển từ các nơi khác nhau trong chuyến du lịch Osaka tự túc mà vẫn tiết kiệm được thời gian cực kỳ hiệu quả. Một trong những điểm nổi tiếng nhất ở Osaka đó chính là lâu đài Osaka. Lâu đài Osaka là biểu tượng nổi tiếng nhất của vùng đất này, được xây dựng vào năm 1583, nơi này từng là lâu đài lớn nhất xứ Phủ Tang. Đặc điểm đặc sắc nhất của lâu đài Osaka chính là sự thay đổi vào từng mùa khác biệt. Mùa xuân với hoa anh đào choáng ngợp cả khoảng trời, mùa thu với tán lá đỏ lãng mạn, hoặc là du lịch đến Osaka mùa đông để ngắm lâu đài dưới tuyết. Ở vị trí thứ 9 là thành phố Mumbai, Ấn Độ, với dân số gần 21 triệu người. Đất nước Ấn Độ luôn tự hào vì thành phố Mumbai, có tên gọi cũ là Bombay, là trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội quan trọng không chỉ đối với quốc gia này mà còn đối với thế giới nữa. Những người đến và sống ở Mumbai luôn nhắc về thành phố này với tên gọi thành phố của những giấc mơ. Mumbai không phải là thành phố giàu có nhất của quốc gia này, nhưng lại là thành phố luôn có mặt trong bảng xếp hạng thành phố giàu nhất thế giới. Thành phố này thì là trụ sở của nhiều tập đoàn tài chính quốc tế lớn như là Bombay Stock Exchange, Reserve Bank of India, National Stock Exchange và những doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ như là Tata Group, Aditya Birla Group, Estel Group, Reliance Industries. Bởi Mumbai là thủ đô tài chính của Ấn Độ nên thành phố này thì luôn là miền đất hứa của nhiều người khát khao phát triển sự nghiệp hay mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Người nhập cư từ nhiều vùng miền khác nhau đến thành phố này với hy vọng rằng là có cuộc sống tốt hơn. Cũng vì vậy nên cái tên thành phố của những giấc mơ ra đời. Tuy rằng thành phố này gặp nhiều vấn đề với sự chênh lệch giàu nghèo và những khu ổ chuột nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn tin rằng đến Mumbai chỉ cần làm việc chăm chỉ thì họ sẽ chạm được giấc mơ của mình. Mumbai cũng là nơi có những xưởng phim lớn nhất quốc gia này. Đây là nhà của nhiều studio phim hàng đầu và cũng là thành phố mà nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên sống và làm việc. Chính vì thế, vẻ đẹp của thành phố này thường xuất hiện trong những bộ phim của Bollywood. Là thành phố giàu có, Mumbai thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế và ngày càng có nhiều các tòa nhà, văn phòng cao tầng hiện đại mọc lên trong những thập kỷ gần đây. Ở nhiều nơi trong thành phố, đặc biệt là vùng ngoại ô mới, mọi người dường như chỉ thấy ảnh của các tòa nhà hiện đại cao tầng. Mumbai có số lượng nhà chọc trời lớn nhất ở Ấn Độ, với 956 tòa nhà hiện có, 272 công trình đang được xây dựng, cùng nhiều dự án khác kể từ tháng 8 năm 2009. Tuy nhiên thì đây cũng là một mảnh đất giàu văn hóa và kết nối sâu sắc với những tinh hoa cổ xưa. Trong quá khứ thì Mumbai là trung tâm trao đổi văn hóa và kinh tế với nhiều nền văn minh khác nhau vào khoảng hơn 2.000 năm trước. Những tàn tích lịch sử độc đáo như động Kanheri, động Elephanta là những minh chứng cho một quá khứ thịnh vượng và phát triển của Mumbai.
Ở vị trí thứ 8 đó là thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc với dân số hơn 21,3 triệu người. Bắc Kinh là thành phố lớn thứ 2 của Trung Quốc nếu xét theo dân số, xếp sau Thượng Hải và là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của Trung Quốc. Thành phố là nơi đặt trụ sở của hầu hết các công ty quốc hữu lớn nhất Trung Quốc và là một đầu mối giao thông chính của các hệ thống quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt và đường sắt cao tốc tại Trung Quốc. Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh là sân bay rộng lớn thứ 2 trên thế giới theo số lượng hành khách. Lịch sử của thành phố đã có từ 3 thiên niên kỷ, là kinh đô cuối cùng trong tứ đại cố đô Trung Quốc. Bắc Kinh đã là trung tâm chính trị của quốc gia trong phần lớn thời gian suốt 7 thế kỷ qua. Thành phố nổi tiếng với các cung điện sang trọng, chùa miếu, hoa viên, lăng mộ, tường và cổng thành. Cùng với đó, các kho tàng nghệ thuật và trường học đã biến Bắc Kinh thành một trung tâm văn hóa và nghệ thuật tại Trung Quốc. Chỉ có vài thành phố trên thế giới từng là trung tâm chính trị và văn hóa của một khu vực rộng lớn trong thời gian lâu đến vậy. Đây không những là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục, mà nơi đây còn nổi tiếng với những địa điểm du lịch, những danh lam thắng cảnh rất đẹp. Chúng ta có thể kể đến vài địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh như là Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, Vương Phủ Tỉnh, v.v. Ở vị trí thứ 7 là thủ đô Cairo, Ai Cập với dân số 21,7 triệu người. Vâng thưa quý vị, Cairo là thủ đô của Ai Cập và là đô thị lớn nhất ở châu Phi. Cairo nằm ở phía đông bắc của đất nước, dọc theo bờ sông Nin nổi tiếng và ngay phía bắc của đại kim tự tháp Giza, có thể được nhìn thấy từ xa, tương phản với vô số lớp cơ sở hạ tầng hiện đại. Cairo có diện tích là 453 km2. Lịch sử xây dựng thành phố Cairo liên quan đến việc du nhập của các dân tộc Ả Rập. Năm 641, người Ả Rập đánh chiếm khu vực sông Nin, xây dựng nên thành phố Cairo ngày nay. Đây chính là những nền móng ban đầu của Cairo. Năm 969, vương triều Fatima Ả Rập của Tunis chinh phục Ai Cập, xây dựng thêm một thành phố mới khác là Fort Tatar nằm ở phía bắc. Năm 973, vương triều rời đô đến đây, lấy tên là Cairo. Trong tiếng Ả Rập, nó có nghĩa là thắng lợi. Khoảng giữa thế kỷ 14, Cairo phát triển nhanh chưa từng thấy, trở thành thành phố lớn nhất châu Phi và Tây Á lúc bấy giờ. Sau đó vài thế kỷ, Cairo trải qua nhiều bước thăng trầm, lần lượt bị người Thổ Nhĩ Kỳ, thực dân Anh, Pháp chiếm lĩnh. Năm 1922, Ai Cập trở thành vương quốc độc lập. Năm 1952, tổ chức sĩ quan do Gamal Abdel Nasser lãnh đạo phát động cuộc cách mạng tháng 7, lật đổ vương triều Farouk, năm sau đổi thành nước Cộng hòa. Đến nay, Cairo là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Ai Cập. Nền kinh tế Cairo dựa trên cơ sở hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại và sản xuất công nghiệp. Công nghiệp thì bao gồm các ngành chế biến kim loại, dệt, thuốc lá. Ngoài ra có các ngành thủ công cổ truyền vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Tất cả các ngành ngân hàng, tài chính, quá cảnh thương mại của Ai Cập đều có trụ sở ở Cairo. Vị trí thứ 6 là thành phố Mexico City của Mexico với dân số 22,1 triệu người. Vâng, thành phố Mexico City hay là đặc khu liên bang là thủ đô của Mexico. Thành phố này là đô thị lớn nhất Mexico cũng như tại châu Mỹ và là trung tâm của một vùng đô thị lớn thứ 3 thế giới về quy mô dân số, sau vùng đô thị Seoul và Tokyo. Đây là một thực thể liên bang của Mexico và không thuộc bất kỳ bang nào trong tổng số 31 bang của đất nước. Thành phố Mexico là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng nhất của đất nước. Thành phố Mexico là một thành phố toàn cầu, đây là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất tại Bắc Mỹ. Thành phố nằm trên thung lũng Mexico, một thung lũng lớn trên một cao nguyên ở trung tâm của đất nước Mexico với độ cao trung bình 2.240m. Thành phố Mexico đứng thứ 8 về quy mô GDP trong số 30 thành phố trên thế giới. Hơn 1/3 giá trị của nền kinh tế Mexico được tập trung ở đây. Quy mô của nền kinh tế của thành phố là 315 tỷ đô, tương đương GDP của nhiều quốc gia. Thành phố Mexico là thành phố giàu có nhất trong khu vực Mỹ Latin, với GDP bình quân đầu người 25.258 đô. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Mexico cũng là mức thấp nhất trong Mexico. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, Mexico chỉ xếp thứ 65 thế giới về độ giàu có trên 184 quốc gia. Đây là nơi có thị trường chứng khoán Mexico. Hầu hết các công ty địa phương và đa quốc gia có trụ sở chính ở đây. Ở vị trí thứ 5 là thành phố Sao Paulo, Brazil với dân số 22,42 triệu người. Sao Paulo, thủ phủ của bang cùng tên ở Đông Nam Brazil, là thành phố đông dân nhất Nam Mỹ với dân số 22.429.800 người, gồm hơn 100 sắc tộc cùng sinh sống, đồng thời là một trong những thành phố năng động, phồn hoa nhất trên thế giới. Là nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa khác nhau, Sao Paulo hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp của sự đa dạng, thể hiện qua phong cách kiến trúc độc đáo, nghệ thuật ẩm thực phong phú, các lễ hội sôi động đầy màu sắc. Thành phố này còn nổi tiếng với những hình ảnh của những tòa nhà cao ốc chọc trời, những đại lộ tắc nghẽn giao thông và thói quen sử dụng trực thăng để đi lại hàng ngày của giới thượng lưu. Sao Paulo là thành phố lớn nhất ở Nam Mỹ, dẫn đầu về sức mạnh kinh tế. Thành phố có nhiều phòng triển lãm, phòng biểu diễn hòa nhạc, nhà hát và cả những trường dạy nhảy samba. Sao Paulo còn sở hữu hàng chục công viên, lớn nhất trong số đó là Ibirapuera, nằm tại phía nam của thành phố.
Sao Paulo cũng là điểm đến thú vị để thưởng thức ẩm thực với những quán rượu và nhà hàng sang trọng hiện diện khắp mọi ngõ ngách của thành phố, luôn tấp nập thực khách đến trải nghiệm phong cách ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới. Sao Paulo chính là thiên đường của lễ hội. Hàng năm thì có khoảng 90.000 sự kiện lớn nhỏ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm nghệ thuật, kinh doanh, thời trang được diễn ra ở đây. Một trong những sự kiện lớn mang tầm quốc tế được tổ chức 2 năm một lần đó là Liên hoan nghệ thuật Sao Paulo, thu hút hàng triệu vệ sĩ và du khách từ khắp nơi trên thế giới với đủ các loại hình nghệ thuật, nghe nhìn, sân khấu, đồ họa, âm nhạc, phim, kiến trúc. Bên cạnh đó thì còn có lễ hội hóa trang, tuần lễ thời trang Sao Paulo, ngày diễu hành vì Chúa Giêsu, ngày hội thời trang tóc, triển lãm công nghiệp giao thông. Ở vị trí thứ tư là thành phố Dhaka của Bangladesh với dân số 22,47 triệu người. Dhaka là thủ đô của Bangladesh, là thành phố chính ở miền trung Bangladesh. Đây là trung tâm công nghiệp, văn hóa thương mại lớn của quốc gia này với diện tích là 815,85 km2. Tọa lạc hai bên bờ sông Buri Ganga, Dhaka với vùng đô thị của nó có dân số trên 22 triệu người, là thành phố lớn nhất Bangladesh và là một trong các thành phố có mật độ dân số cao nhất thế giới. Dhaka được biết đến với tên thành phố các đền thờ Hồi giáo. Dhaka cũng được mệnh danh là thủ đô xích lô thế giới. Dhaka là trung tâm thương mại của Bangladesh, thành phố có tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Nhưng bên cạnh đó còn có 34% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Bên cạnh đó thì cũng có một số bộ phận kiếm được và sống dưới 5 đô một ngày. Dhaka cũng tập trung nhiều khu thương mại và dịch vụ. Việc phát triển đô thị đã làm bùng lên một sự bùng nổ xây dựng rộng rãi. Các tòa nhà cao tầng mới và tòa nhà chọc trời đã thay đổi cảnh quan thành phố này. Ở vị trí thứ 3 là thành phố Thượng Hải, Trung Quốc với dân số 28,5 triệu người. Thượng Hải là thành phố lớn nhất ở Trung Quốc đại lục, một trong bốn đô thị trực thuộc Trung ương, nơi đó là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và vận chuyển của Trung Quốc đại lục. Thượng Hải tạo ra và phá vỡ nhiều kỷ lục của Hiệp hội Kỷ lục Thế giới và Trung Quốc. Thượng Hải nằm ở cửa sông Dương Tử, ở giữa bờ biển đại lục của Trung Quốc. Thượng Hải có cảng thương mại nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc và cơ sở công nghiệp lớn nhất. Có hơn 28 triệu người sống và làm việc tại khu vực Thượng Hải, hầu hết trong số họ thuộc dân tộc Hán, người Giang Tô, Chiết Giang, tiếng địa phương là tiếng Ngô, Thượng Hải. Ngày xưa Thượng Hải chỉ là một thị trấn nhỏ hoạt động bằng nghề thủ công mỹ nghệ dệt vải và ngư nghiệp. Nhờ sự cải cách mở cửa theo mô hình kinh tế thị trường do Đặng Tiểu Bình khởi xướng và lãnh đạo, mà đặc biệt là từ năm 1992, Thượng Hải đã có những bước bứt phá ngoạn mục về phát triển kinh tế, nhanh chóng vượt qua Thâm Quyến và Quảng Châu, một thành phố đặc khu được tự do hóa sớm nhất Trung Quốc để trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Bên cạnh đó, thành phố Thượng Hải còn là hải cảng quan trọng và là trung tâm thương mại tài chính ngân hàng sầm uất hiện đại bậc nhất của Trung Quốc. Thượng Hải cũng là một điểm du lịch mới nổi với di sản văn hóa thành phố hiện đại sâu sắc và nhiều di tích lịch sử. Bây giờ Thượng Hải đã phát triển thành một đô thị quốc tế tỏa sáng trên toàn thế giới và cam kết trở thành một trung tâm tài chính và trung tâm vận chuyển quốc tế vào năm 2020. Ở vị trí thứ hai là thành phố Delhi, Ấn Độ với dân số 32 triệu người. Với 32 triệu dân, thành phố Delhi được ví như Ấn Độ thu nhỏ. Delhi là thành phố dành cho những trái tim lạc lối và là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của Ấn Độ. Với bề dày lịch sử và văn hóa qua hàng ngàn năm phát triển toàn cầu, những cuộc tranh chiến xâm lăng, Delhi xứng đáng với danh hiệu thành phố đa văn hóa nhất thế giới của mình. Thành phố này cũng là biểu tượng văn hóa tôn giáo, đồng thời là địa điểm du lịch thu hút khách bậc nhất của Ấn Độ. Delhi là thủ đô chính trị và cũng là thủ phủ thời trang của cả nước, nơi đây gợi cho người ta cảm giác pha trộn giữa New York và Washington DC. Có lẽ vì vậy, tại Delhi có vô vàn những thương hiệu thời trang nhà mốt đầy xu hướng và quyến rũ, tạo ấn tượng mạnh trong lòng du khách. New Delhi là trung tâm kinh tế với những xí nghiệp công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ như các xí nghiệp sản xuất thiết bị điện, các linh kiện ô tô, các mặt hàng điện tử, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống như là hàng nghệ thuật điêu khắc trên ngà voi, tranh hội họa, đồ đồng đúc. Bên cạnh đó, New Delhi cũng chú trọng phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu linh hoạt của nhân dân thủ đô như dệt, may mặc, giày da, gốm, thủy tinh và nhiều những lĩnh vực dịch vụ khác. New Delhi còn là trung tâm lớn của nền văn hóa Ấn Độ. Ở đây còn có trường đại học tổng hợp, trường đại học bách khoa, viện Hàn lâm nghệ thuật quốc gia, học viện âm nhạc, kịch, múa và nhiều cơ sở văn hóa, cơ quan khoa học quan trọng khác như hội đồng nghiên cứu về khoa học và công nghệ, viện giáo dục cơ bản, các thư viện công cộng. New Delhi nổi tiếng với rất nhiều đường phố dài, các công trình kiến trúc lớn như tòa nhà quốc hội, phủ tổng thống, cổng Ấn Độ hay những tòa nhà lâu đài cổ được xây dựng bằng đá, các viện bảo tàng, nhà triển lãm nghệ thuật. Đặc biệt ở New Delhi, đâu đâu cũng có đền miếu, trong đó nổi tiếng là đền Lastim. Và cuối cùng, thành phố đông dân nhất thế giới chính là thành phố Tokyo, Nhật Bản với dân số hơn 37 triệu người. Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, nằm ở phía đông hòn đảo Honshu thuộc vùng Kanto. Diện tích của Tokyo khoảng hơn 2,190 nghìn km2. Mật độ dân cư ở đây rất cao, khoảng 6,269 người trên 1 km2. Đây là nơi đông dân nhất tại Nhật Bản.
Tokyo không chỉ là trung tâm kinh tế Nhật Bản mà còn là trung tâm tài chính quốc tế, là nơi đặt trụ sở chính của rất nhiều ngân hàng đầu tư và công ty bảo hiểm lớn nhất trên thế giới. Với mức độ dân số cao cùng với mức độ tập trung dày đặc, Tokyo được xếp hạng là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới với mức chi phí sinh hoạt trung bình gấp 10 lần ở Việt Nam. Các bạn có thể tính nhẩm giá thuê nhà ở Hà Nội một phòng khoảng 3 triệu đồng thì ở Tokyo là khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Tokyo đứng đầu với chỉ số sức mạnh kinh tế toàn cầu, là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước GDP cao lên tới hơn 1,4 nghìn tỷ đô. Các ngành chính mang lại GDP cao cho Tokyo là hóa dầu, nhà máy xe ô tô, các công ty báo chí truyền thông. Ngoài ra còn có các ngành liên quan đến du lịch, giải trí và có cả về nông nghiệp như trồng rau, củ quả. Đến với một trung tâm văn hóa kinh tế chính trị lớn bậc nhất thế giới, chắc chắn các bạn có nhiều nơi để khám phá. Tokyo có thể ví như một Nhật Bản thu nhỏ. Đến đây, bạn sẽ thấy được rất nhiều sắc thái khác nhau của nước Nhật, từ những điểm đặc trưng nhất cho đến những nét riêng tô điểm cho xứ phủ tàng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là top 10 thành phố đông dân nhất thế giới. Chúng ta có thể thấy rằng là đa số các thành phố này thì đều nằm ở châu Á và châu Mỹ, không có sự xuất hiện của các thành phố thuộc châu Âu. Đi ra khỏi top 10 thì chúng ta bắt gặp những thành phố đầu tiên của châu Âu ạ. Đó chính là thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, đứng ở vị trí số 13 với 15,6 triệu người. Tiếp đó là thủ đô Moscow của Nga với 12,6 triệu người. Còn hai thành phố lớn nhất của Việt Nam đó là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, lần lượt xếp ở vị trí số 39 và 46 trong bảng xếp hạng 50 thành phố đông dân nhất thế giới. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu thấy thú vị đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.